Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh Tin Tức Việt. Những tin tức nóng hổi, nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trái ngược với vẻ đông vui nhộn nhịp của đường phố Hà Nội, những ngôi nhà ma tọa lạc giữa lòng Hà Nội vẫn luôn là nỗi ám ảnh với bất cứ ai khi đi ngang qua. Bấy lâu nay, nó vẫn luôn là ẩn số khiến cho mọi người tò mò và nổi da gà mỗi khi nhắc đến. Trong chuyên mục Tâm Linh Huyền Bí ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Quỳnh Anh tìm hiểu sự thật về những lời đồn trong những ngôi nhà ma ám ở Hà Nội. Tọa lạc giữa trung tâm của phố cổ sầm uất, một ngôi nhà cổ nằm nép mình bên không gian chật chội tù túng. Phía nóc phải của ngôi nhà lẳng lặng một gốc đa, rủ cành, lá và bộ rễ dài xuống mái hiên, tựa như mái tóc của người thiếu phụ đang chờ chồng. Nhiều người từng thót tim mỗi lần đi qua ngôi nhà vào buổi đêm. Chẳng ai bảo ai, nỗi ám ảnh cứ dai dẳng, đeo đuổi họ cho đến khi ngôi nhà bị dỡ bỏ. Song những câu chuyện xung quanh đó thì vẫn chưa thể nguội tắt. Ngôi nhà 138 Hàng Trống đối diện với Hồ Hoàn Kiếm, giờ là một công trình xây dựng bề thế quy mô. Theo một số người dân sống gần khu vực, phải gần 6 năm sau kể từ khi ngôi nhà cũ được chủ mới mua lại và phá bỏ, thì nay việc thi công mới nhích được chút ít. Khi ngôi nhà còn nguyên vẹn, dễ chừng hơn chục năm về trước, nhiều người ghé qua ngôi nhà không khỏi ngạc nhiên khi ngôi nhà cổ nằm trên khu đất vàng có trị giá bạc tỷ lại bỏ hoang đến kỳ lạ. Nhưng rồi câu hỏi cũng phần nào được tìm ra lời giải đáp khi lời đồn thổi ngôi nhà bị yểm, mang lời nguyền, lan ra, khiến cho chính những ai có dự định mua lại căn nhà này cũng phải dựng tóc gáy mà cao chạy xa bay. Đến nay, những bí ẩn xung quanh ngôi nhà cổ cũng chưa ai giải mã được. Chỉ biết rằng việc ngôi nhà bị bỏ hoang liên quan đến những câu chuyện ly kỳ và huyền bí. Bắt nguồn sâu xa nhất là sau cái chết yểu của nữ chủ nhà. Xin lược lại câu chuyện đau lòng năm xưa như sau. Ngôi nhà này vốn là tổ ấm của một đôi vợ chồng trẻ gốc Hà Nội. Vẫn như mọi ngày, ông chồng đi làm, còn người vợ ở nhà chăm nom gia đình và đợi chồng về. Nhưng khoảng tầm 10 giờ đêm hôm đó, ông chồng vẫn chưa về. Bà vợ rất yêu và nhớ chồng nên đã thức để chờ. Nhưng vào đêm định mệnh đó, người vợ bị một toán cướp xông vào nhà, cướp của và giết chết. Trời run rủi thế nào, ông chồng lại bị trục trặc giữa đường. Về đến nhà thấy vợ đã chết rồi. Đau đớn và tuyệt vọng, ông bán căn nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống. Còn hồn ma bà vợ do chết yểu nên vất vưởng không thể siêu thoát. Theo lời đồn, những đời chủ sau cũng không thể ở yên trong căn nhà do hồn ma của người vợ vẫn lai vãng tìm chồng. Hàng đêm, người vợ tìm về và quấy nhiễu khiến cho chủ nhà sợ quá, không dám ở tiếp. Sau đó chuyển chủ khoảng 3 lần thì không ai dám ở nên ngôi nhà này bỏ hoang. Mãi về sau, được một ông chủ khách sạn Phú Gia bỏ tiền ra mua lại và phá dỡ năm 2006 để xây mới như hiện nay. Lại có một nguồn tin khác liên quan đến lời nguyền của ngôi nhà khi chưa bị phá dỡ, mà theo lời đồn đoán của người dân, đó là cây đa mọc trên mái của ngôi nhà, dễ rủ xuống phía dưới khiến cho ngôi nhà càng thêm phần ma quái, rùng rợn. Trông xa, nhất là khi trời nhá nhem tối, ánh đèn cao áp chiếu hắt lên mái nhà, cộng hưởng với màu rêu phong của ngôi nhà và điểm xuyết của cành lá cây, đã tạo nên hình thù của một người thiếu phụ, mặt xám ngắt, ngồi vắt vẻo trên nóc, tóc dài buông xõa xuống, đôi mắt thì hướng xa xa như ngóng đợi tin chồng. Một người chia sẻ thêm thông tin, tại ngôi nhà này, cứ vào nửa đêm ngày rằm hàng tháng, lại có tiếng phụ nữ kêu la, rên hét như đang bị hành hạ, đau đớn lắm. Rồi thỉnh thoảng, người ta lại nhìn thấy một người đàn bà tóc dài và đen, không rõ mặt, hay ngồi trên nóc nhà ôm cây đa mà khóc lóc thảm thiết. Liệu có bí ẩn nào phía sau những lời đồn đoán ma quái bấy lâu? Những uẩn ức bên khu nhà xác. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể ra đây sẽ khiến không ít người phải dựng mình. Tin hay không tin, xin nhường cho sự trải nghiệm của quý vị khán giả. Bãi chết nằm ngay sát khu dân cư. Những điều có thực trộn lẫn với những lời đồn thổi tạo nên sự huyền bí của câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây sẽ khiến không ít người phải dựng tóc gáy. Chúng tôi hẹn nhau tại một ngõ vắng, sâu trong đường láng. Từ đây đến nhà xác bệnh viện giao thông vận tải chỉ mấy chục bước chân. Nhưng chúng tôi đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Trái ngược hoàn toàn với nhịp sống nhộn nhịp bên ngoài, trước mắt chúng tôi vẫn là những dãy nhà cao tầng, nhưng không khí thì lạnh tanh, không một bóng người. Những bức tường rêu phong ảm đạm. Phía cuối con ngõ, cánh cửa dẫn vào nhà xác khóa trái,
mà theo lời một người dân sinh sống cách đó không xa. Mấy hôm nay không có ai chết nên nhà xác càng lạnh. Chúng tôi lách mắt qua song cửa sắt hoen rỉ, một khoảng không im bặt, không một bóng người và lặng thinh tiếng bước chân. Một tiếng nói cất lên từ phía sau khiến chúng tôi giật mình thon thót. Trong đó có ma đấy, đừng vào. Tôi bạo miệng. Có ma thật sao cô? Tôi ở khu đối diện khu nhà xác bệnh viện này vài chục năm nay rồi, có gì mà tôi không biết. Chúng tôi tới cửa nhà xác, nhưng điều gì đó khiến chúng tôi không thể tự tin bước. Trên bàn thờ, hương nhang đã tàn, lạnh ngắt. Hay dãy nhà cấp 4 lụp sụp, hoang tàn kế bên, càng làm cho khung cảnh thêm phần heo hút, u uẩn. Từ phía sau, tiếng một người đàn ông vang lên. Anh em chúng tôi từng thấy bóng trắng đi trong đêm đấy. Chưa đợi chúng tôi lên tiếng, người đàn ông tiếp lời. Hôm đó chúng tôi vào thăm người nhà là bệnh nhân. Khi về có rẽ ngang qua đây, thì bắt gặp một bóng áo trắng lướt qua. Tưởng hoa mắt, tôi vớ thanh gậy, ném về phía bóng lạ. Nhưng chỉ nghe tiếng cộc cộc khô khốc. Chúng tôi sợ, không dám ngoái sang. Rời nhà xác, tình cờ tôi gặp lại người đàn bà lúc trước. Tên là Nguyễn Thị Hắt, bán hàng nước ở gần cổng vào bệnh viện. Thấy chúng tôi, nét mặt cô khác lạ. Chiếc khẩu trang che kín miệng và một nửa sống mũi khiến chúng tôi khó nhận ra cô ngay. Ngoài trang phục và giọng nói. Nhấp một ngụm chè nóng, tôi gặng hỏi cô về tin đồn có ma. Nhưng cô chỉ lẩm bẩm. Có ma, bảo có ma là có ma. Đến khi tôi có nói anh bạn bị ngã xe bất thường tại cổng nhà xác, cô mới buông vài câu lạnh lẽo. Vậy là nó lại về rồi. Tiếng khóc hở trong đêm. Từ đó tới khi chúng tôi rời quán, cô không nói lời nào với khách. Cách đó không xa, vòng qua hướng phố Chùa Láng là con ngõ nhỏ quanh co dẫn chúng tôi tới một bãi tha ma có hàng trăm ngôi mộ nằm san sát với khu dân cư và thông tận ra phố. Mùi khói hương trầm mặc xen lẫn tiếng than khóc của người quá cố khiến cho không gian ớn lạnh. Ngược qua ngõ chùa nền, chúng tôi gặp một ngôi nhà mà theo người dân sống gần đó, nơi đây chứa đầy những bí ẩn mà chính họ cũng không thể giải mã. Ngôi nhà này có hai tầng, kiểu cách, nhưng rêu phong phủ kín, dây leo chằng chịt. Chiếc cổng sắt duy nhất khóa trái như đã lâu ngày. Theo một người dân kể, gần đây có người nào đó đã lui tới ngôi nhà, nhưng người đó chỉ đi đi về về. Khi mọi người đã ít ra đường nên không biết đó là ai. Bóng trắng xuất hiện trong đêm là ai? Vì sao người đàn bà bán nước lại im lặng? Phía sau đó là gì? Và vì sao cô lại có thái độ bất thường như vậy khi nghe hai người đàn ông kể về âm thanh lạ trong đêm? Bãi tha ma thông thuộc ra đường, ngôi nhà hoang với lời đồn ma ám liệu có mối liên hệ gì với nhà xác bệnh viện theo như những lời đồn thổi gần đây? Qua tìm hiểu chúng tôi được biết căn nhà trên phố này trước đây do xí nghiệp kinh doanh nhà quản lý, sau đó được một số hộ dân mua lại. Song do không có nhu cầu ở nên các chủ hộ này định bán lại nhưng chưa thống nhất giá nên vẫn để đó. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Hương Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bột khẳng định không có chuyện ma tà gì ở ngôi nhà nói trên, có thể do tranh chấp quyền lợi trong mua bán, những cá nhân đã dùng chiêu này để dìm giá. Còn về những tiếng động lạ cũng như tin đồn có ma xuất hiện lúc nửa đêm trong căn nhà, ông Nguyễn Công Hùng, một cựu chiến binh sống gần căn nhà số 217 cho biết ma với cọp gì mà báo oán với ai, mấy bà cứ thần hồn nát thần tính. Để đến nỗi làm sợ lây chính anh bán hàng, chứ căn nhà nó chẳng có tội tình gì, chỉ tội cho khu phố chịu cảnh tai tiếng thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh, chính xác, trung thực, tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo.